Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thông điệp từ trong tù của luật sư Đặng Đình Bách Ngày 14 tháng 6, VOA Tiếng Việt loan tin Luật sư môi trường Đặng Đình Bách tuyệt thực vì công lý Theo đó, luật sư môi trường Đặng Đình Bách bắt đầu tuyệt thực từ ngày 9 tháng 6 Cuộc tuyệt thực này diễn ra giữa lúc nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc ra kết luận rằng việc chính quyền Việt Nam tống giam ông Bách với cáo buộc trốn thuế là tùy tiện, điều mà Hà Nội trước đó đã bác bỏ, hình ảnh bản tin trên VOA. VOA dẫn lời bà Thảo cho biết về lý do chồng bà tuyệt thực. Anh Bách nói quyết định tuyệt thực của anh ấy rằng về bản chất là anh ấy muốn truyền đi thông điệp để nâng cao nhận thức của mọi người về các vấn đề xã hội như môi trường, công lý và khí hậu. Mong muốn tất cả cùng hợp nhất để giải quyết những vấn đề toàn cầu còn về hình thức, anh ấy nói tôi sẽ tuyệt thực hoàn toàn từ ngày 9 tháng 6 và tôi chấp nhận mọi hậu quả dù mất đi thân mạng. Trước đó vào tháng 3, ông Đặng Đình Bách, người đang thụ án 5 năm tù vì cáo buộc trốn thuế tại trại giam số 6 ở Nghệ An do Bộ Công an quản lý, đã chuyển thông điệp ra ngoài như sau. Tôi khẩn thiết yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam cân nhắc lại việc coi các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động xã hội là mối đe dọa an ninh chính trị, để từ đó dừng việc bắt bớ vô cớ và khép tội oan sai, đồng thời bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững một cách thực chất và có trách nhiệm, bao gồm và không giới hạn về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và quyền con người. Vào cuối tháng 5, theo một bài báo khác của VOA cho hay, hơn 80 tổ chức quốc tế tranh đấu vì nhân quyền và công bằng khí hậu từ khắp nơi trên thế giới đã ký một thỉnh nguyện thư kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho luật sư môi trường Đặng Đình Bách, người được cho là sẽ tuyệt thực từ ngày 24 tháng 6 sắp tới. Đồng thời, nhóm này cũng vận động chiến dịch tuyệt thực kéo dài một tháng để tiếp sức với ông. Bức thư viết rằng, ông Đặng Đình Bách đang thụ án 5 năm tù tại Việt Nam về tội trốn thuế ngụy tạo sau khi vận động cho phong trào chống điện thang của đất nước mình. Chính phủ Việt Nam tự cam kết đạt mức thải ròng bằng không vào năm 2050 và chấp nhận tiêu tốn 15,5 tỷ đô la Mỹ để chuyển đổi sang năng lượng sạch. Nhưng điều này không thực hiện được nếu những người lãnh đạo về khí hậu như ông Bách bị cho vào tù. Hình ảnh hơn 80 tổ chức vận động cho luật sư Đặng Đình Bách. Mặc dù đóng một vai trò cốt yếu trong những cam kết về khí hậu, ông Bách là một trong bốn thành viên của Liên minh Năng lượng Bền Vững Việt Nam đã bị bỏ tù ở Việt Nam. Điều này cho thấy một khuynh hướng đang diễn ra và rất đáng quan ngại. Bức thư gửi những người ủng hộ chuyển đổi năng lượng công bằng và phát triển bền vững ở Việt Nam viết. VOA dẫn lời bà Mina Jagannath, điều phối viên của mạng lưới luật sư toàn cầu thuộc tổ chức Movement Law Lab, một tổ chức mà ông Bach là một thành viên trước khi bị bắt, cho biết. Ông Bách là một nhà bảo vệ khí hậu và không nên bị trừng phạt vì đã tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam. Điều quan trọng đối với các luật sư nhân quyền và những người bảo vệ môi trường trên toàn thế giới là đứng lên bảo vệ đồng nghiệp của chúng ta ở Việt Nam. Việc này bày tỏ sự đoàn kết cực kỳ quan trọng đối với tương lai của khu vực và hành tinh. Ngay bây giờ, tất cả chúng tôi đều lo lắng cho tính mạng của ông ấy. Bà Trần Phương Thảo, vợ của ông Đặng Đình Bắc, hôm 26 tháng 5 nói với VOA rằng đợt vận động này sẽ thể hiện sự đoàn kết toàn cầu hướng đến những nhà hoạt động vì môi trường và họ lên tiếng vì công lý. Chuyển thông điệp từ nhà tù Việt Nam ra quốc tế, bà Thảo cho biết rằng chồng bà sẽ tùy thực toàn phần nhằm phản đối bản án bất công và yêu cầu được trả tự do ngay lập tức. Vào giữa tháng 5 năm 2023, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã đưa ý kiến liên quan đến việc bỏ tù ông Bắc, cho rằng đó là sự vi phạm pháp luật quốc tế và bày tỏ lo ngại về vấn đề mang tính hệ thống với việc giam giữ tùy tiện đối với các nhà bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin thông điệp từ trong tù của luật sư Đặng Đình Bắc. Hai bệnh viện đã khánh thành nhưng vẫn đắp chiếu trong khi hệ thống y tế đang quá tải. AFA tiếng Việt ngày 14 tháng 6 loan tin hai bệnh viện nghìn tỷ ở Hà Nội khánh thành 5 năm vẫn còn đắp chiếu. Theo đó, cơ sở 2 của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức có tổng mức đầu tư lên đến trên 10.000 tỷ đồng, đã được triển khai xây lắp 90% nhưng lại đắp chiếu gần 5 năm qua vì vướng mắc thanh toán. Hình ảnh bản tin trên AFA. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho truyền thông hay tin trong ngày 14 tháng 6, đồng thời xác nhận đây là việc tồn tại đã khá lâu rồi. AFA dẫn lời Bộ trưởng Lan cho hay, hiện nay một tổ chức công tác gồm thành viên của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng phương án để báo cáo lên Chính phủ, đề xuất các giải pháp làm sao cho nhanh chóng nhất đưa các bệnh viện này vào sử dụng. Phương án này đã được trình Chính phủ Sở dĩ hai cơ sở trên đã hoàn thành xây lắp đến 90%, nhưng bà Lan cho biết do vướng mắt trong quá trình thanh toán và trong đó có một số cơ chế phải chính phủ quyết định thì mới có thể giải quyết được vướng mắt giúp bệnh viện sớm hoàn thiện đưa vào phục vụ. IFA cho biết cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đều có quy mô 1.000 giường mỗi viện, tổng mức đầu tư của mỗi cơ sở lên tới 4.500 tỷ đồng. Đây là cơ sở được xây dựng với mục đích giảm tải nhu cầu khám chữa bệnh cho cơ sở 1 được nói là vì quá tải bệnh nhân từ nhiều năm qua. Theo AFA, ngày 21 tháng 10 năm 2018, khu khám bệnh của cả hai cơ sở này đã chính thức được khánh thành. Tuy nhiên, sau đó chỉ có khu khám bệnh của bệnh viện Bạch Mai được đưa vào sử dụng một thời gian từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 rồi thông báo tạm thời dừng hoạt động Khu này từng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Trong khi đó, vẫn theo AFA, bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng chỉ dừng lại ở các băng khánh thành và chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Theo ghi nhận của tờ Vietnamnet, bệnh viện Bạch Mai đã quá tải xuống cấp trong một bài viết đăng hồi cuối năm 2022. Trung tâm thần kinh của bệnh viện này đã bị quá tải với 300 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Mỗi phòng bệnh có 31 giường nhưng luôn trong tình trạng tiếp nhận con số tới hơn 60. Bệnh nhân thì phải nằm ghép. Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước thải bốc lên nồng nặc Và vào ngày mưa, khu vực sân thì ngập nước. Hình ảnh cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai ở Phủ Lý, Hà Nam đang đắp chiếu. Trang thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngay khi bà nhận nhiệm vụ ở Bộ Y tế, Bộ này đã mời Thủ tướng Chính phủ xuống thăm cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác do Bộ trưởng làm tổ trưởng để giải quyết các vấn đề tồn động. Tổ công tác này đã rà soát tất cả các quy định của pháp luật, thực trạng việc triển khai cơ sở 2 của bệnh viện này, các gói thầu triển khai thực hiện. Hiện nay, phương án để giải quyết xử lý vấn đề liên quan đến cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đang được báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý. Đây không phải là một việc dễ dàng. Có những vấn đề chưa có quy định của pháp luật, vì thế cần phải báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết theo quy định, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin. Trước đó, cuối năm 2014, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam được khởi công xây dựng và kỳ vọng sẽ là hai bệnh viện hiện đại nhất từ trước đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có bệnh viện được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế theo Thông tấn xã Việt Nam. Thực tế từ quá trình xây dựng và đưa vào hoạt động của hai bệnh viện này cho thấy giới chức Việt Nam luôn tự làm rối các hoạt động với những quy định lằn nhằn của pháp luật. Điều này dẫn tới lãng phí nguồn lực và mất cân bằng xã hội quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin hai bệnh viện đã khánh thành nhưng vẫn đắp chiếu trong khi hệ thống y tế đang quá tải quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d